Chào mừng các con đã trở lại với buổi học trên truyền hình. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các con học môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Con đừng quên kiểm tra lại đồ dùng học tập của mình một lần nữa trước khi học nhé. Sách giáo khoa tiếng Việt 2, tập 2, bản phấn bông lau bảng. Vở ô ly hay vở tập viết. Bút gì, bút mực. Các con ơi, các con có còn nhớ chủ điểm con đang học là chủ điểm gì không? À các con đang học chủ điểm Vẻ đẹp quanh em. Và tên hai bài đọc đầu tiên trong chủ điểm đó con còn nhớ không? Đó chính là bài 1, chuyện bốn mùa. Nội dung bài nói về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. Và bài thứ hai đó là bài Mùa nước nổi. Qua bài đọc đã giúp các con thấy được những chi tiết đặc trưng của cảnh vật trong mùa nước nổi ở miền Nam chúng ta. Và hôm nay, bài đầu tiên của tuần 20, cô sẽ giới thiệu với các con bài học mới. Cô mời các con hãy quan sát tranh. Con thấy những gì trong tranh? À, quan sát tranh chúng mình thấy rất rõ cảnh đẹp. Bầu trời thì trong xanh, trăm hoa đua nhào khoe sắc nở đẹp cả một vùng. Xa xa có hai chú chim từ đâu bay tới. Ai biết đó là loài chim gì? Đó là loài chim họa mi đấy các con. Chim họa mi là loài chim nhỏ, có lông màu nâu vàng, trên mí mắt có vành lông trắng, giọng hót rất trong và cao, còn có thể lắng nghe. Vậy các con có đoán được hình ảnh trong bức tranh thể hiện mùa nào trong năm hay không? Cô cũng đoán đó là mùa xuân. Mùa xuân về làm cho cây cối đâm chồi nảy lọc, trăm hoa khoe sắc. Và các con biết không, cảnh vật sẽ đẹp hơn nhờ có thêm tiếng hót của chim chóc nữa đấy. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con một bài đọc mới, đó là bài 3 Họa mi hót. Cô mời con nhắc lại tên bài bài 3 họa mi hót. Qua bài đọc hôm nay sẽ giúp các con đọc đúng các từ khó, đọc rõ ràng văn bản họa mi hót với tốc độ phù hợp, biết nghỉ hơi sau mỗi đoạn. Giúp các con hiểu được sự thay đổi của các sự vật trên bầu trời và mặt đất khi nghe được tiếng hót của họa mi. Và các con sẽ biết viết chữ viết hoa R, cỡ vừa và cỡ nhỏ, viết câu ứng dụng rừng cây vương mình đón nắng mai. Cô mời các con hãy mở nhẹ sách đến trang 16, 17. Con ngồi ngay ngắn, con lắng nghe cô đọc mẫu. Con dò bài và có thể đọc thầm theo cô nhé. Họa mi hót Mùa xuân, mỗi khi họa mi cất lên những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu. Trời bỗng sáng ra, những luồng sáng chiếu qua các chùm lọc mới nhú, rực rỡ hơn. Những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng họa mi hót, lấp lánh thêm. Da trời bỗng xanh hơn, những làng mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trôi nhẹ nhàng hơn. Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của họa mi chợt bừng giấc, xòe những cánh hoa đẹp, bày đủ các màu sắc xanh tươi tiếng hót dìu dặt của họa mi dục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng ngợi ca núi sông đang đổi mới chim mây nước và hoa đều cho rằng tiếng hót kỳ diệu của họa mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc họa mi thấy lòng vui sướng cố hót hay hơn theo võ quảng các con vừa nghe cô đọc xong bài họa mi hót Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc. Trước khi luyện đọc, con hãy dùng bút chì đánh dấu nhẹ vào sách xem bài đọc hôm nay có mấy đoạn. Bài đọc hôm nay có 3 đoạn các con nhé. Đoạn 1 từ đầu đến có sự thay đổi kỳ diệu. Đoạn 2 tiếp theo đến ngợi ca núi sông đang đổi mới. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Cô có lời khen những bạn đã đánh dấu đúng ba đoạn của bài. Mình bắt đầu luyện đọc, cô hướng dẫn các con đọc đoạn 1 trước. Con quan sát đoạn 1. Ở đoạn 1 này vừa ngắn vừa không có từ khó, cô tin chắc các con sẽ đọc tốt. Con nhớ cần ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. Ngắt hơi sau các dấu phẩy, nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu hai chấm, dấu chấm than. Cô mời các con luyện đọc đoạn 1. Họa mi hót. Mùa xuân, mỗi khi họa mi cất lên những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu. Đọc xong đoạn 1, con cho cô biết vào mùa xuân điều gì xảy ra khi họa mi cất tiếng hót? À, đúng rồi, vào mùa xuân, mỗi khi họa mi cất tiếng hót thì mọi vật có sự thay đổi kỳ diệu. Thế, mọi vật thay đổi kỳ diệu ra sao? Cô trò mình sẽ cùng luyện đọc và tìm hiểu tiếp đoạn 2 các con nhé. Con hãy quan sát đoạn 2. Ở đoạn 2 này, con cần chú ý luyện đọc đúng các từ sau. Luồng sáng. Luồng sáng. Con đọc lại. À, luồng sáng ở đây nghĩa là ánh sáng di chuyển theo một chiều nhất định và còn chú ý tiếp. Câu sau. Những luồng sáng chiếu qua các chùm lọc mới nhú, rực rỡ hơn. À, lọc. Lọc ở đây là lá mới bắt đầu mọc vào mùa xuân đấy các con. Con chú ý tiếp. Rực rỡ. Rực rỡ. Con đọc lại. Và tiếp theo là diều dặt dìu dặt. Con đọc lại. Dìu dặt chỉ âm thanh lúc nhanh, lúc chậm, một cách nhịp nhàng và êm nhẹ. Bây giờ, con hãy lướt mắt tìm nhanh câu dài trong đoạn 2 để cô trò mình cùng luyện đọc ngắt hơi xem nào. Con đã tìm được câu nào rồi? Cô phát hiện thấy câu cuối hơi dài cùng luyện đọc nhé. Mình sẽ đọc ngắt hơi như sau, con quan sát. Con đọc cùng cô. Tiếng hót dìu dặt của họa mi, dục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ngợi ca núi sông đang đổi mới. Và bây giờ, cô mời con hãy luyện đọc lại đoạn 2. trời bỗng sáng ra những luồng sáng chiếu qua các chùm lọc mới nhú rực rỡ hơn những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng họa mi hót lấp lánh thêm da trời bỗng xanh hơn những làng mây trắng trắng hơn xốp hơn trôi nhẹ nhàng hơn các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của họa mi chợt bừng giấc xòe những cánh hoa đẹp bày đủ các màu sắc xanh tươi tiếng hót dìu dặt của họa mi dục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng ngợi ca núi sông đang đổi mới đọc xong đoạn 2, con hãy cho cô biết tiếng hót kỳ diệu của họa mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào con lướt tìm nhanh sự thay đổi trên bầu trời nhé. À, đầu tiên là trời bỗng sáng ra. Đúng rồi. Tiếp theo, những luồng sáng chiếu qua các chùm lọc mới nhú rực rỡ hơn. Đến da trời bỗng xanh hơn. Những làng mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trời nhẹ nhàng hơn. Các con hãy nhắc lại câu trả lời lần nữa xem nào. Tiếng hót kỳ diệu của họa mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi. Trời bỗng sáng ra, những luồng sáng chiếu qua các chùm lọc mới nhú rực rỡ hơn. Da trời bỗng xanh hơn, những làng mây trắng trắng hơn, xốp hơn, trời nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh những thay đổi của các sự vật trên bầu trời thì những gợn sóng trên hồ cũng có sự thay đổi khi nghe tiếng họa mi hót nữa đấy các con. Vậy, những gợn sóng trên hồ thay đổi như thế nào? Con cùng cô trả lời câu hỏi 2 nhé. 2. Những gợn sóng trên hồ có thay đổi gì khi hòa nhịp với tiếng họa mi hót? Nào, con đã tìm được ý trả lời hay chưa? À, những gợn sóng trên hồ hòa nhịp với tiếng họa mi hót lấp lánh thêm. Vậy chúng mình có thể trả lời như sau. Những gợn sóng trên hồ trở nên lấp lánh thêm khi hòa nhịp với tiếng họa mi hót. Cô có lời khen các con nhé. Thế, các sự vật trên mặt đất thì sao? Có thay đổi gì khi nghe tiếng họa mi hót? Cô trò mình cùng thực hành qua yêu cầu số 3. Các con hãy đọc cùng cô. 3. Nói tiếp sự thay đổi của các sự vật trên mặt đất khi nghe họa mi hót. A. Các loài hoa, 3 chấm. B. Các loài chim, 3 chấm. Con hãy dựa vào đoạn đọc, con tìm và con nói tiếp xem nào. Đầu tiên, các loài hoa thì sao? À, các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của họa mi chợt bừng giấc xòe những cánh hoa đẹp, bay đủ các màu sắc xanh tươi. Còn các loài chim thì sao? Con đã tìm thấy ý để nói tiếp chưa nào? Các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ngợi ca núi sông đang đổi mới. Và đoạn cuối cùng cô trò mình cùng luyện đọc nhé. Các con hãy quan sát ở đoạn 3. Ở đoạn 3 này chỉ có hai câu. Mình sẽ luyện đọc ngắt hơi ở câu đầu đoạn. Còn chú ý cô hướng dẫn. Cô trò mình cùng luyện đọc lại câu dài xem nào. Chim, mây, nước và hoa đều cho rằng tiếng hót kỳ diệu của họa mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc. Và cô mời các con luyện đọc lại đoạn 3. Chim, mây, nước và hoa đều cho rằng tiếng hót kỳ diệu của họa mi đã làm cho tất cả bừng tỉnh giấc. Họa mi thấy lòng vui sướng, cố hót hay hơn. Theo võ quảng. Bây giờ các con hãy luyện đọc lại toàn bài nhé. Các con cố gắng luyện đọc bài nhiều lần hơn nữa sau giờ học hôm nay. Đọc xong bài. Vậy nếu được đặt tên cho bài đọc, con sẽ đặt tên gì cho bài đọc này? Cô có 3 gợi ý. A. Sứ giả của mùa xuân. B. Họa mi và mùa xuân. C Họa Mi Hót. Khi chọn tên để đặt cho bài đọc, con có thể giải thích vì sao con chọn tên đó nhé. Con hãy mạnh dạn trao đổi với bạn bè và người thân của con. Và qua bài đọc hôm nay đã giúp các con biết được tiếng hót của họa mi là tín hiệu báo mùa xuân về, đó cũng chính là nội dung của bài đọc. Cô mời con hãy nhắc lại. Vừa rồi, các con cũng đã vừa hoàn thành xong nội dung thứ nhất, đó là đọc bài Họa Mi Hót. Bây giờ, cô trò mình sẽ sang nội dung thứ hai, đó là nội dung viết. Các con hãy mở sách trang 17, kết hợp nhìn lên màn hình. Bản phấn và bông lau bảng các con để sẵn sàng trước mặt nhé. Con đọc cùng cô. 1. Viết chữ hoa R. 2. Viết ứng dụng rừng cây vương mình đón nắng mai. Cô mời con quan sát. Đây là chữ viết hoa R cỡ chữ vừa. Mình cùng nhắc lại độ cao và độ rộng của chữ viết hoa R cỡ chữ vừa nhé. Chữ viết hoa R cỡ chữ vừa có độ cao 5 ô ly, tương đương 6 đường kẻ ngang và rộng 5 ô ly rưỡi. Cấu tạo gồm 2 nét. Nét 1. Con quan sát. Giống nét 1 của chữ viết hoa nào mà con đã được học? À, đúng rồi, nét 1 giống nét 1 của chữ viết hoa bờ và bờ con đã được cô hướng dẫn viết. Đó chính là nét móc ngược trái. Và nét 2 là kết hợp của hai nét cơ bản, nét cong trên và nét móc ngược phải nối liền nhau tạo thành vòng xoắn ở giữa. Cô mời con lại quan sát tiếp. Đây là chữ viết hoa R cỡ chữ nhỏ. Có độ cao và độ rộng bằng phân nửa của chữ viết hoa R cỡ chữ vừa, tức là cao 2 ô ly rưỡi, rộng gần 3 ô ly. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ viết hoa R. Các con chú ý quan sát và lắng nghe nhé viết nét 1. Đặt bút trên đường kẻ ngang 6, hơi lượng bút sang trái, viết nét móc ngược trái. Đầu móc cong vào phía trong. Và dừng bút phía trên đường kẻ ngang 2. Viết nét 2, từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên đường kẻ ngang 5, bên trái nét móc, viết nét cong trên. Cuối nét, Lượn vào giữa thân chữ, tạo vòng xoắn nhỏ giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4, rồi viết tiếp nét móc ngược phải, dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Cô mời các con hãy luyện viết vào bản con nhé! Và cô mời con quan sát tiếp, cô hướng dẫn con viết chữ viết hoa R cỡ nhỏ. Viết nét 1, nét móc ngược trái. Viết nét 2, nét cong trên. Cuối nét lượn vào giữa thân chữ, tạo vòng xoắn nhỏ ở giữa, rồi viết tiếp nét móc ngược phải. Cô mời các con lại tiếp tục luyện viết vào bản con. để giúp các con luyện tập tốt cách viết chữ viết hoa R, cô trò mình chuyển sang viết ứng dụng. Con quan sát và đọc cùng cô. 2. Viết ứng dụng. Rừng cây vương mình đón nắng mai. Cô trò mình cùng tìm xem trong câu ứng dụng, chữ viết hoa nào con vừa được cô hướng dẫn viết. Chính xác, đó là chữ R đầu câu viết hoa. Còn chú ý cách nói con chữ viết hoa R với con chữ viết thường Ư trong chữ rừng nữa nhé. Và lại cùng cô tìm độ cao của các con chữ trong câu ứng dụng này. Các con chữ có độ cao 2 ô ly rưỡi gồm một con chữ R, hai con chữ G, một con chữ Y và một con chữ H con chữ có độ cao 2 ô ly. Đó chính là một con chữ đờ. Còn lại, các con chữ đều có độ cao 1 ô ly các con nhớ nhé. Con cũng cần chú ý cách đặt dấu thanh để con viết đúng và đẹp. Dấu huyền được đặt trên con chữ ư của chữ rừng và trên con chữ y của chữ mình. Dấu sắc được đặt trên con chữ o của chữ đón và trên con chữ á của chữ nắng. khoảng cách giữa các chữ. Con nhớ cách nhau bằng một con chữ o. Và vị trí đặt dấu câu, dấu chấm đặt sau con chữ y của chữ mai. Con hãy nhớ ngồi viết cho đúng tư thế. Bây giờ con hãy mở vở và viết bài vào đi nào. Khi viết bài xong, con nhớ nhờ cha, mẹ, anh, chị kiểm tra giúp con xem con đã viết đúng, viết đẹp hay chưa nhé. Và giờ học của cô trò mình đến đây là hết rồi. Sau giờ học hôm nay, con hãy nhớ luyện đọc lại bài 3 Họa Mi Hót. Con nhớ viết lại chữ viết hoa R và câu ứng dụng rừng cây vương mình đón nắng mai vào vở ô ly hay vở tập viết. Nếu có vở bài tập thì con hãy hoàn thành thêm ở trang 8. Đừng quên chuẩn bị bài 4. Tết đến rồi, trang 19, 20 để con học tốt cho giờ học sau. Cô chúc các con luôn khỏe, chăm ngoan, hoàn thành tốt các nội dung được giao. Cô chào tạm biệt các con.